Năm nay 51 tuổi rồi, tu cũng 37 năm rồi mà chưa biết ngày giờ vãng sanh. Lỡ mà vô thường nó sọc đến một cái thọ mạng hết thì biết đi đâu đây. Bản thân thầy hay tự nhủ như vậy. Cái này nói thực tình với nhau. Còn quý vị mà tu mà là tà như vậy thì nguy hiểm vô cùng. Thọ mạng mà hết một cái rồi, con cái nó bêu rêu, nó khóc lóc rồi nó đúng nó kéo. Mà tâm quỷ quý vị mà nếu mà không thực sự công phu đắc lực, mà dẫu cho đắc lực tổ an quang nói, dẫu cho công phu nhất tâm đắc lực, mà lúc lâm chung không có người trợ niệm, mà con cái nó khóc lóc, nó thay quần áo, nó tắm rửa, là quý vị cái tình niệm nó dấy lên là thương con, thương cái, thương tiền, quyến liếng. Đây gọi là tình niệm. Tình niệm này đoạt mất chánh niệm, đoạt mất sự vãng sanh, đọa lạc. Đơn giản đâu. Cái này là nói chân thật quý vị, không phải hù dọa, không phải lường gạt quý vị đâu, không phải lừa gạt đâu. Lúc đó là chồng đi đường chồng mà vợ đi đường vợ, chồng ở nhân gian mà vợ xuống âm ti, đi cõi khác. Đừng có nói là hai cái mồ đó chết chôn chỗ đó rồi vợ chồng ở chung, không có đâu, quan niệm sai lầm. Ở trong An Sĩ Tần Thư có nói nè, lắng nghe nè. Ông đó ông phu trượng dạ, ông quá giàu. Ông nói bà, tôi mà chết là bà làm thêm một cái hòm vàng tiền của chung chung nha, để tôi xuống tới tôi xài. Mang theo cái con nô tỳ đó. Hỏi mang sao tôi mang được ông? Kêu lúc tôi chết đó, bà phải đè cho nó chết luôn. Nó chết rồi cái hồn nó theo tôi thôi. Vì tôi muốn như vậy là chắc nó cũng đi như vậy theo tôi. Trong An Sĩ Tần Thư nói hay cực kỳ. Khi kẻ chết, người sống và hai người cùng chết, hai nghiệp khác nhau, không ở chung được với nhau. Hay cực kỳ luôn. Xong rồi cuối cùng cái bà vợ phải làm theo. Ông chết, cũng mang một cái hồn vàng tiền để bên cạnh ông, chôn chung. Đè con nhỏ nô tỳ đã chết luôn. Thì khi chết rồi mà khiến sao gia đình này có phước, bình thường cũng cúng dường Tam Bảo, tin tưởng Tam Bảo. Cái ổng vừa chết một cái là thỉnh thầy đến tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật suốt trong cái lúc ổng còn cái xác đó. Con nhỏ nô tỳ này chết rồi, bị đá đè chết rồi. Mà ổng vừa chết xuống một cái là âm thi bắt đầu ép xác ổng, ép cái xác ổng cho chảy nước mỡ ra. Bởi vì cái nhân là ổng kêu vợ đè cho con này chết, con nhỏ nô tỳ chết mà. Thì cái quả ở dưới địa ngục cũng bị người ta ép cho ổng ra mở cho ổng chết. Ép cho ổng chết đi sống lại. Chứ địa ngục là chết đi sống lại, chết đi sống lại. Ép ổng ép mà trong thời gian ở địa ngục nó ghê thật nha. Chưa được một ngày mà ép không biết bao nhiêu chục lần rồi. Cuối cùng cái là cái cô nô tỳ cô đi tới địa ngục, cô thấy ổng đang bị ép. Thì mấy người trong ngục tốt, cái câu chuyện này thiệt chứ không phải là cái câu chuyện gọi rằng là hoang đường đâu nha. Nhìn vô trông thấy ông đang ép như vậy, nó hỏi lý do gì. Nó kêu là ông này khi ông chết, ông có cái quan niệm sai lầm là ông muốn mang cái cô nô tỳ là cô đó xuống ở chung để phục dịch cho ông, chỉ nô tỳ phục dịch cho ông mà ép cho cô chết, cho nên cái tội này phải xuống bị ép. Quả báo ghê không. Còn cô thọ mạng cô chưa hết, tuy rằng họ ép như vậy, bây giờ họ lấy hết mấy cái bao ra rồi á, thì cô sẽ sống lại, thả hồn cô về, cho nghiệp thức cô về sống lại. Ghê không? Bởi vì cô là người quá tốt, cô nô tỳ là một người tốt, trung thành, cho nên cái thọ mạng cô còn, cho nên tuy rằng gia đình ông ép cho cô chết ngợp thở, nhưng mà cô vẫn về sống được. Trong An Sĩ nói là có câu chuyện, có bằng chứng thực tế ngàn, bằng chứng thực chứ không phải là chuyện ngụ ngôn à. Xong rồi bắt đầu dắt ông qua một cái ngục khác ép nữa, bởi vì ông bắt người gia đình ép cô này cho chết mà, bây giờ cái quả báo phải bị ép lại thôi. Ép tức là cái ý niệm ông muốn cho người nhà ép cái cô nô tỳ này chết, thì từ ý niệm nó biến ra cái địa ngục, biến ra cái cảnh phải ép ông lại. Thấy tư tưởng sai lầm tạo xấu ác, bây giờ phải bị quả ác không? Kinh khủng không? Nhân quả trong tâm thức hiện ra. Thì mấy ông ngục tốt, ông càng ép là gãy sắt, càng ép là gãy sắt, cứ ép vô là gãy sắt. Cuối cùng, trên nhân gian đang niệm Phật tụng kinh, cho nên công đức niệm Phật bảo bọc tâm thức của ổng, cho nên sắt ép gãy hết. Ghê chưa? Thấy cái lúc lâm chung được tụng kinh niệm Phật chưa? Mà thọ mạng ổng còn. Cho nên thành ra ông ngục tốt, trưởng ngục đó, ổng nói à, gia đình này nhờ công đức tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho ông, thọ mạng ông này còn. Và lúc bình thời ông này vẫn còn làm phước, nhưng mà do một niệm sai lầm bắt cô nô tỳ này đến để ở chung phục dịch cho ổng, lo lắng cho ổng, nhưng mà cái phước ổng quá lớn, và gia đình biết tin Tam Bảo niệm Phật, cho nên thành ra không ép ổng được nữa, không ép cho ổng chảy mỡ được nữa, không làm hại ổng nữa, thì thần thức ổng bắt đầu siêu thoát,
vô trong cái thân lại, bắt đầu sống lại, bắt đầu ông kể. Câu chuyện này là từ lúc ông kể ra. Thì gia đình mới tin tưởng Tam Bảo, tin tưởng niệm Phật, tin tưởng làm công đức mà cho ông siêu thoát. Hay không? Hay không? Hay phải không? Như vậy mà cái lúc mình mất là mình cần người niệm Phật không? Cần người tụng kinh không? Cần làm phước không? Cần chứ. Nhưng mà cái câu chuyện ông này có đặc biệt là ông này, ông bình thời ông làm phước nhiều quá mà không nghe ai nói nhân quả, cho nên thành ra ông nói là chết mà bắt cô để đi theo để phục dịch cũng y như người còn sống. Không phải. Cho nên lúc ly là chồng đi một nơi, vợ đi một ngã, rồi mẹ đi một nơi, rồi cha đi một ngã, là do cái nghiệp nó sai biệt chứ đâu phải giống nhau. Còn sống là còn vợ còn chồng, đúng không ạ? Nhưng chết rồi là vợ chồng nó xa cách nhau đó. Mà chưa chết mà hai vợ chồng phước báu khác nhau, tâm niệm khác nhau, nó cũng ly dị, nó cũng chia tay, chứ đừng có nói chuyện mà chết, đúng không? Hiểu hiểu cái đạo quả nè, cái nhân quả này không? Hiểu không?